Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Như tập phim hôm qua các bác đã thấy rồi đấy, thì anh em đã đi lắp xong cái cửa và hoàn thiện gần xong hết cho nhà chị Bầu rồi. Mà hôm nay anh em lại tiếp tục lên để làm nốt xong nốt cái phần chống sét và có thể là tiếp theo cho chị, hướng dẫn chị Bầu và nhờ thêm mấy người nữa đi lấy đá về kè cái chỗ nền nhà đằng trước ấy. Mà bây giờ anh em lên đến chỗ cầu này thì trời đang mưa rất là to, không biết có qua được tới không, và đợi một lúc mà trời không tạnh mưa thì anh em sẽ chắc phải quay về thôi, không qua suối được. Nếu mà sáng nay anh em mà lên được sớm hơn tầm 10 phút nữa thì qua suối, thì khả năng chiều mà cứ mưa như này thì sẽ không quay về nhà được ấy, không qua được suối thì nước nó trời mưa to nên nó sẽ dâng lên mà. Và hôm nay thì làm cái chương trình liên hoàn chống sét thì làm ngoài trời cũng hàn nhiều cái đó. Còn hàn chống sét thì chắc chỉ được khoảng độ 2 tiếng 3 tiếng thì nữa thôi là xong rồi, nhưng mà trời mưa này thì cũng chịu rồi. Mà trên đấy cái khu lôi mà em đã lắp ấy thì mình chưa lắp cái đầu đồng vào là trời mưa gió này hoàn toàn không sợ sét đánh nhá, nó vẫn chưa có khả năng để hút được cái sét về, cả đánh gần đấy thì không ảnh hưởng gì đến ngôi nhà. Sau khi xong hoàn chỉnh thì mới lắp cái kim đầu đồng vào khu lôi thì nó mới sợ sét được. Còn như bình thường này mình chưa lắp đấy vào là hoàn toàn yên tâm, chị Bảo có thể ở trong nhà thoải mái. Và đợi tầm lúc nữa, tầm 30 phút mà trời không tạnh thì anh em mình phải quay về thôi. Đây, trời mới mưa được khoảng độ 5 phút thôi, anh em lên đây ấy. Sáng nay ở nhà thì cũng có mưa một chút, xong rồi thấy hửng hửng nắng lên thì anh em rủ nhau lên. Và mưa nó xuống cái con đường ấy. Đây nước này, nước đục ngầu luôn. Và nhìn dưới suối thì cũng có hiện tượng là nước tăng lên rồi. Nếu mà mưa khoảng độ một tiếng nữa thì chắc là không qua được suối nữa. Đây phía bên này thì xe của A Chao rồi. Cái xe của bà con trên bản thì vẫn để tại đây. Chắc cũng phải được nửa tháng rồi đó. 15 ngày hơn 15 ngày gì đấy rồi. À, xe không đưa được bản. Mà hôm nay lại mưa, tiếp tục mưa to như này xuống thì không biết bao giờ xe mới qua được để lên đến bản. Đây vừa rồi mưa rất to, mưa cũng tạnh và trời nó hửng nắng lên rồi. Xe của A Chao này với xe của bà con thì vẫn để ở đây, vì qua chắc tầm một nửa tháng rồi qua được suối. Phía bên dưới này là anh máy xúc này, hôm nay cũng có lên nhưng mà trời mưa quá, nước to không biết qua được sang bên đấy không. Phía bên kia là A Hồ đang xuống đón. Nước lại đục lên rồi, sáng nay mưa một lúc rồi. Sao không qua được, lại quay lên trên. Nhảy qua mấy hòn đá kia thì cũng qua được thôi, nhưng mà trơn lắm, trượt chân phát là xuống dưới suối luôn đấy. Chắc là gạo à? Bò gạo. Cầm hơi miếng gạo. Đã qua bên kia suối được. Còn một đoạn vách đá nữa. Không biết là Hồ qua được chỗ đấy không? Một tay thì vẫn phải vác gạo. Thực sự là rất là khó đi đấy các bạn, chỗ đấy. Nếu mà không quen đường với không có kỹ thuật qua cái đoạn vách đá đấy thì rất là dễ ngã xuống nước.
sang được phía bên kia rồi. Bây giờ anh em mình với A Quỳnh sẽ cất máy quay và cũng sẽ sang bên kia các bạn nhé. May quá các bạn, anh em đợi khoảng độ hơn một tiếng đồng hồ thì bây giờ đã qua được suối rồi. Bây giờ trèo qua cái khe đá này rồi lại tiếp tục lên chỗ nhà chị Bầu để hoàn thiện cho chị cái phần chống xét thôi. Sáng nay lên em có chuẩn bị đầy đủ đồ rồi, cả thức ăn với lại cả cái dây tấm nhựa này để bọc cái dây chống xét đấy. Tiến hành này lên rồi, lên trên. Giờ cũng khá là muộn ở đây các bác, chắc cũng phải 10 rưỡi rồi đấy. Lên đến đây hai anh em thì vui quá được A Chao xuống đón các bác. Vâng, chào các bác nhá. A Chao hôm nay là được nghỉ thôi chứ em, không phải đi làm nương đâu nhỉ? Em hôm nay là mưa nữa là em ở nhà, nghỉ ở nhà. À, rồi anh em mình tiếp tục lên đường thôi. Hôm nay thì anh Tuyến thì vừa nãy có lên nhưng mà xe bị đứt xích các bạn nhé, nên là phải quay về cái chỗ sửa xe, chắc là lát nữa sẽ lên sau. Còn anh Ninh thì hôm nay bị ốm rồi. Tú thì chắc là không biết là hôm nay là có lẽ là sang bên Tà Chơ là cấm rua các bạn nhé. Hôm qua anh em làm trên nhà chị Bầu thì A Chao nhiệt tình quá, cứ rủ sang nghe thăm nhà, nên hôm nay sẽ lên hoàn thiện cái chống xét cho nhà chị Bầu xong thì sẽ xuống thăm nhà A Chao một lúc nha. Vâng, thì anh em cùng sang nhà em chơi. Cũng mấy anh em lên bản cũng được khá lâu rồi đấy. Vâng, vài tháng rồi nhưng mà chưa biết nhà A Chao ở đâu. Nhà em ở bên kia nhưng mà anh em vào canh ấy bảng với canh tiếng gọi vùng câu biết em nhưng chưa biết nhà. Hôm nay đi giúp chị Bầu một tí là dụ hai anh em vào nhà chơi tí. Vừa nãy là có cả Anu xuống nữa nhưng mà Anu là lai AL đi xuống chỗ suối để đi ra thị xã một chút, tí nó sẽ quay lên sau. May được A Chao với Anu xuống hộ nữa thì trên nhà chị Bầu sẽ xong nhanh hơn, chắc khoảng một lúc thôi. Cố gắng cho nó nhanh đâu, nhất định một chú nhanh. Và toàn công việc nặng, đào đất này xong rồi đóng cọc nữa cơ. Phải tay khỏe như đàn ông thì làm những việc đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây đến đoạn này máy xúc đang san đường rồi các bạn. Hôm qua thì có cái đoạn sạt kia nhiều đất đá lắm, nhưng mà hôm nay thì mình thấy là gạt xong rồi. Hiện tại anh em đã lên đến bản rồi. Lên trên này sương mù dày đặc luôn. Như kiểu là 5-6 giờ sáng đấy. Hiện tại bây giờ đang 12 giờ hơn rồi. Phía bên này cũng thế. Trên này sương mù dày đặc luôn. Ở dưới chỗ lán cầu thì không có gió mấy đâu nhá, nên lên đến đây nó rất là cao, nên gió ở đây gió lạnh lắm. Nhưng mà anh em quốc bộ lên nên mặc áo phông thôi, nhưng mà vẫn ướt hết áo. Ướt hết áo rồi các bạn. À chào. Em thì vẫn bình thường vì công đường đi quen rồi. Quá quen rồi đúng không? Không biết chị Bảo đã ở nhà không? Đã nấu cơm chưa? 12 giờ rồi. Hơn 12 giờ rồi. Lên trên nhà nhanh. Vừa rồi thì Anu đi theo sau, Anu đưa AL xuống dưới để ra chợ có việc gì ấy. Nhưng mà quay lên thì xe bị hỏng. Bây giờ chưa đủ kịp mấy anh em thôi. Chào anh lại nhá. Chào nhá. Ui, đi bộ giờ mới lên đến đây. Nam nhà ai nuôi được nhiều cái nhỉ? Nam đây á, cha của anh là ai sau nhỉ? À, chào A Sen. Chào A Sen. Cơm chưa? Xong rồi. Cơm xong rồi. Chào anh Quỳnh ạ. Có người chắc đây.
chắc là ngủ trưa rồi các bạn. Nhớ rông à? Ờ, nhớ rông. Làm nước về rồi đấy à? Đi phát cỏ. Đi phát cỏ à? Ừ. À, có gói cơm, đi ăn cơm được quá. Không gói đâu, cơm ở nhà. Chào hai chị nhá. Về mới ăn cơm. Ừ, gió to lắm. Gió nhưng mà không mưa này, không mưa với lại không không sấm chớp là được. Sấm chớp là chịu, không dám lắp chống sét đâu. Xung quanh âm u lắm. Bên kia là gần mưa rồi kìa, đám mì đen bên kia kìa. Anh Bình kìa. Lên trên bản sương mù dày đặc. Hôm nay Bầu ra bên xã làm giấy tờ. Thế là gửi chìa khóa cho Á Tủa giữ cho, hôm nay anh em mình lên đây. Đồ đạc là để trong nhà hết. À đây rồi, Anu rồi. Anu lên đến nơi rồi à? Vâng. Nhanh phết anh nhỉ. Chào tất cả mọi người. Thế là bỏ xe ở dưới à? Vâng. Xe đến xe, quá. Xe của A Bình ấy chứ nhỉ? Vâng. Này Tủa ơi, cầm bọn anh xong thì khóa. Đây đây là đầu từ chỗ này hay đầu đâu nhỉ? Đầu ở đằng sau thôi. Đằng sau đó à. Trời đánh bàng nghe. Gió to lắm. To thế nhỉ? Đây bàng kia đấy. Gió lung lay. Cái mà hôm qua anh em xây chát xong rồi quét dọn sạch sẽ rồi. Quét dọn rất là sạch sẽ. Một cửa ra cho sáng. Hay là tận dụng giàn giáo để phơi quần áo luôn này. Mượn bánh bên này luôn nhá. Ừ. Bây giờ phiền hai vợ chồng A Tủa nấu cơm hộ nhá. Vâng. Hơn 12 giờ rồi. Hai anh chưa cân gì? Chưa. Anh lên từ sáng mà. Lên xong rồi đi mưa. Tí sang nhà em ăn mà. Bảo vợ nấu rồi. Anh em đang chuẩn bị đồ đạc để đào đất đằng sau và đóng cọc hàn, nhưng mà mưa xuống là chịu rồi. Mưa xuống là không hàn được đâu. Thứ nhất là hàn, máy hàn nó truyền điện là nó sẽ giật người này. Và thứ hai là hàn mà dính mưa là nó đường hàn nó không ngấu đâu. Lúc đấy cũng mưa phùn phùn rồi nhưng mà bây giờ lại tạnh rồi. Anh em sẽ tiến hành đào cái hố chống sét đằng sau nhà cho chị Bảo. May quá được Anu với A Chao đào trên này hộ. Chứ không, đào đây thôi chứ. Trên đào. Kia có phải đất của chị đâu mà đào được. Đào thế nhỉ. Vâng, đấy. Anh em sẽ đào phía sau này. Em vừa đo xong là được rộng hơn 70 phân. Từ vách nhà đi ra 75 phân là cũng ok rồi. Vì đất nhà chị Bầu cũng không có nữa. Hai bên thì cũng sát hết rồi. Vậy chỉ có đằng sau là thích hợp nhất là để đào chống sét thôi. Nếu mà đóng lên trên này nhá, đi lên trên này đất của nhà trường này mà đóng sang đằng sau quyền thì đất của bác gì ở trong làng ấy, nhưng mà sau này bác mà làm nhà đào đất ra thì lại đào dính cái cọc chống sét kia lại không được. Mình chỉ đào một cái chỗ này được luôn thôi. Đấy, đào sâu thế là đẹp luôn đấy. Mình cứ rộng, nếu mà nó 50 phân thì em phải không đào đâu, nhưng mà rộng được gần 80 rồi là thoải mái rồi. Tí mình đóng cọc cũng nghĩa là vừa. Đây chỗ này chào đào rất nhanh. Vì đào nhanh vì mình làm nương làm giấy quen rồi. Ừ. Cho nó mới nhanh được. Bây giờ tranh thủ thời gian để cho A Chao đào thì Anu đi mượn cái búa tạo thôi, để đóng cọc ở đây. Em sẽ đi sơn hai cái cây dây dẫn. Sáng nay có chuẩn bị cả sơn chống rỉ với cái chổi lên sơn rồi. Sơn xong thì sẽ luồn vào cái ống. Chao đào đến ngay chỗ cột đấy nhá. Vâng. Là quay lại là vừa. Đi sơn cái dây dẫn đã. Vâng. Anu lấy dao cắt đôi cái này ra cho anh cắt. Có cái đầu nó bị tịt đấy, cắt cái đầu nó đi nhé. Đây này, cắt đấy đi. Rồi anh tranh thủ sơn hai cái cọc đi đã. À đây, qua Anu có nhờ mua khóa này.
Không có khóa 4 chìa đâu nhá, có 2 chìa thôi. Mở tiền này. Hả? Mở tiền. Thôi anh mua tặng chú đấy. Ê. Bao nhiêu tiền? Không. Tiền lăng gì chỗ này. Đây sáng nay em có chuẩn bị lên lọ sơn chấm dỉ này. Ngủ có làm thử tí không? Cuốn á. Anh uốn điệt, em cũng uốn điệt. Đây, em sẽ sơn hai cây chính này. Và cây này là cây thiết bị ở dưới thì mình sơn sau cơ. Không cần sơn cũng không sao cây này. Để nó kiếp đất nó càng tốt. Nhảy nhói luôn, con nhỏ. Rồi em bắt đầu luồn ống huân. Đây, lúc em đã sơn xong chống dỉ rồi. Cái phần đầu của nó bên ngoài thì sơn sau không được vì nó ở bên ngoài cái ống. Khi mình luồn cái ống vào đây thì mình sẽ không sơn được nữa, thì phải sơn trước luôn. Cái này nó pha cái xăng khô cực nhanh ấy. Chỉ 10-15 phút thôi. A Chao với A Nụ thì đang đóng cọc bên đằng sau rồi. Đóng cái cọc sắt xuống thiết bị. Em thì vừa luồn xong ống này, bây giờ bẻ cái góc bên trên. Bên trên này sẽ đấu tiếp giáp vào cái kim trong xét. Cái kim mà em từ hôm đầu tiên lợp máy đã để sẵn rồi. Bẻ hai đầu y hệt như này. Cân cái gì? Chắc là Quỳnh mua thịt gà hay thịt lợn. Cân thịt gà này. Có cần cái gì hộ đi không? Tí sang bên kia về luôn. Ừ, thế thì cầm hộ anh cái. Ờ, nhưng mà để một cái áo mưa để cho anh. Anh Trao bây giờ lấy thức ăn về dưới nhà nấu trước anh em mình các bạn ạ. Về sau ạ? Ừ, em làm nào cũng được. Làm nào cũng được. Đơn giản thôi mà. Còn lại thì ba anh em mình ăn nù A Quỳnh thì sẽ ở đây làm nốt cái chống xét cho chị Bọc nhá. Vâng. Ừ. Nồi đi lên bên kia. Rồi bắt đầu cho cái này lên xong rồi bắn cố định. Cố định vào. À tí bẻ có cái bị vướng kia không nhỉ? Lần thứ hai được trèo cái thang này. Thang truyền thống của người Mông các bạn. Nồi bẻ xuống đi. Bẻ xuống bên dưới. Bẻ nhé. Ừ. Chưa được đâu. Cứ bẻ phải cong hẳn xuống thôi. Đấy đấy đấy. Thế. Cắm nó xuống đến đất. Đó. Thế mà. Ngỡ đi. Đi nữa đi. Nào vậy. Phát nữa nhá. Hai ba. Cái này là cái đai. Đai tôn để bắn. Rồi thả đi. Có, sao? Có được không? Được chứ. Sao thở mạnh thế? Mình hết sức rồi. mình hết sức rồi. Đây nha các bác nhé, đây là đường dây dẫn xuống này. Hoàn toàn bọc bằng ống nhựa hết. Và xuống đến tận đất đây. Đất này sẽ cắm xuống tí hàn cái cây ngang sau. Bây giờ đi bắn nốt bên kia một thanh như này đã. Dây dẫn này. Bẩn đi. Bảo lau sau. Làm xong cái này thì mưa bão cho chị Bảo ở tha hồ yên tâm. Với lại những ngày mưa gió này anh em ở nhà cũng không lên đây được, là để hoàn thành công việc được thì cũng không yên tâm cho lắm. Em cố gắng này cho xong cái chống xét này đi. Thôi ok đấy. Bây giờ chỉ còn việc hàn nữa thôi. Anh em mình kéo nốt cái cây kia sang xuống nổ máy hàn. À, cái dây dẫn hôm qua chị Bảo có kéo lên đây rồi. Rồi đấy, anh em mình đi nổ máy đi. Vâng. Nổ đi.
Anh quyền chứ. Bây giờ lên mở máy thì cái dây giật nổ mọi khi thì nó mục hết rồi, mục tan hết ở đây rồi. Bây giờ không có đồ để nổ rồi, thì để chắc để mai mà nắng anh em lên lên làm tiếp tục công việc thì mang mua cái dây mới lên thôi. Bây giờ không có dây nổ thì cũng chịu rồi. Cái hàn, phần hàn đấy chỉ hết tầm 5 phút thôi. Chấm có mấy mối hàn chết, có mấy mối ở đỉnh nữa là xong. Bây giờ cái máy này không nổ được rồi. Để mai lên tiếp tục công việc thì em mua cái dây lên. Lại trời còn đang mưa nữa. Mưa nếu mà có thể nổ máy lên được thì cũng không hàn được. Đành phải lấp đất cái chỗ kia xong rồi để tạm thôi. Để tạm chừa lại mấy chỗ cần hàn ấy. Xong rồi thì mai lên sẽ hàn sau. Lấp đất hết những chỗ không cần hàn và sẽ cho cái tiện thể cho cái chỗ này nó thấp hơn cái nền bên trong luôn, vừa để thoát nước ra đằng sau. Nhiều khi nó mưa bão, nó mưa to thì nó sẽ tràn nước xuống đây, thì để thành cái rãnh này để nó tràn nước luôn. Với lại cái cọc và cái dây dẫn điện ở dưới thì mình sẽ đóng những chỗ là nó có đất ẩm ướt nhất, thì tiện thể ở rãnh này thì nước tràn xuống đây thì quá ẩm ướt nhất là quá tốt rồi. Coi như cái phần chống sét thì hôm nay lên thì hoàn thiện được 90%, còn chỉ mỗi chấm hàn nữa thôi. Và đợt này em lên em đóng cái cọc bằng dày, bằng sắt vuông, dày 3 ly cơ. Sắt vuông này, sắt bằng sắt kẽm thì nó chống rỉ tốt hơn là cái sắt V. Và cái kim chống sét thì chưa vặn vội đâu, còn để hàn xong đã, mai lên thì sẽ vặn xong. Và không có cái kim đấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến. Nó chỉ là một cái thanh sắt nó đặt trên cái mái thôi. Đi, anh em chuyển ra ngoài đi. Mưa to rồi đấy. Mưa giờ đang mưa lắm các bạn. Còn lúc nãy vợ chồng A Tủa thì có ở nhà, nhưng mà lại gói cơm đi nương rồi. Đi nương xem trâu, đuổi trâu về, đang mưa gió, mưa bão này. Anh em quên mất thông báo vợ chồng A Tủa nấu cơm cho. Nên có nhiều A Trao xuống nhà nấu cơm chứ mà. Bây giờ anh em sẽ chuyển xuống dưới nhà Trao. Mưa lại phải mặc áo mưa cho. Mưa to quá các bạn. Mình dùng hai lớp áo mưa. Thời tiết ở trên này nó bất thường quá nhỉ. Sáng thì mưa, hôm trưa lên thì trắng. Rồi bây giờ lại mưa, chiều lại mưa. Đây là đường đi xuống nhà Trao. Bây giờ anh em sẽ đi bộ xuống thôi. Cái đường này không thể đi xe máy đâu. Lại bây giờ cũng khá muộn rồi. 1:30-2 giờ kém thì rồi đấy rồi, nhưng mà nhà anh Câu này với anh Lâu cũng mời ăn cơm, nhưng mà anh em có phương án xuống nhà Tao trước rồi nên xuống dưới đấy ăn cơm sau cũng được. Ây da, cái con đường đi xuống nhà A Trao này cũng lầy lội phết các bạn ạ. Hôm nay A Quỳnh lại còn quên mất không mang ủng nữa. Mang ủng đeo cái ngắn thôi. Bà con trên này ai cũng nhiệt tình, gặp anh em thì có mời cơm trưa. Nhưng mà sáng nay thì A Trao luôn nhiệt tình hơn, xuống tận đón anh em tận dưới rồi. Nên không thể nán lại trên này được, phải xuống nhà A Trao bật được. Ăn nụ đi, ăn chơi dép tổ ong huyền thoại nữa cơ. Từ đây ra nhà A Trao nó khoảng rơi vào khoảng mấy trăm mét, ăn nụ. 300 mét. À. 300 mét đấy. Hôm nay mình đi cái con đường đi xuống A Trao này mình mới biết là A Trao đi lên bản nó vất vả như thế nào. Trời nắng thì còn có thể đi xe máy được, nhưng mà trời mưa thì chịu thật đấy các bạn. Chỉ có quốc bộ thôi. Cái này đường á. Cái này mưa đi xe thoải mái á. Em hôm nay không đi xe điện thôi. Cái này cũng trơn tầm tuột á. Cái này nó không đường đá như thế này, nó không trơn đâu. Cái này đi bộ còn nhanh hơn đi xe.
tại anh em gần đến nhà A Chao rồi. Sắp đến chưa Tú ơi? Sắp đến chưa? Sắp đến rồi. Chỗ này bà con trồng cỏ voi rất là nhiều, quả lên rất tốt luôn. Dưới kia là nhà ai nữa? Kia nhà A Di. A Di à? Phía bên trên này là nương lúa của bà con này các bạn này. Đây lúa đang sắp được gặt rồi, chắc là phải khoảng hơn tuần nữa thôi. Nhưng mà nhìn qua thì cây thưa quá. Làm lúa nương này thì nó năng suất nó không được cao đâu các bác nhá. Cả phía dưới này nữa này. Đấy, toàn bộ là lúa nương rất là nhiều. Đấy, hiện tại anh em đã đến đường vào nhà của A Chao rồi. A Chao dạ. Cũng ở cái chỗ đất cách bản khá xa. Hình như anh còn thấy xa hơn nhà em ấy đúng không ạ? Chắc xa một tí. Xa một tí. Chắc phải xa gấp đôi nhà em. Dạ. Là cái chắc. Xa gấp đôi á. Không biết tới biển. Anh chưa quen thôi. Nhà A Chao có tầm view đẹp nhỉ. A Chao ơi. Đây, phía trước cửa nhà A Chao đây. View đẹp thật. Chào nha. Ờ, chào em. Vào nhà đi. Vào nhà đi, lạnh quá. Đây thì gió suốt ngày thổi. Nhà rộng rãi thật đấy. Phía trước nhà này. Có từng view nhìn sang phía đường đối diện bên kia. Rất là đẹp luôn. Cái này vào mùa hè như cách đây 2 tháng anh nhỉ. Nhìn đẹp lắm. Đây là mùa hè là nó nắng là từ con đường này nhìn sang vào trong kia thấy xe máy ô tô nó đi ẩn ẩn nó cảm giác nó đôi lúc mình buồn buồn mình ra lên nắng trên nó lại càng buồn. Sao lại buồn lại quên hết mệt mỏi chứ. View đẹp thế này cơ mà. Kiểu mình buồn đấy thì mình vào đây nắng có xe rồi gió thổi ẩn ẩn vào cảm giác chung. Em bảo cái đường đi xuống được đây cái bước nào đấy? Đây đi đường này xuống. Nhưng mà có đường lên lên cái đường kia không? Không, đi qua đấy là cứ đi theo suối đấy vào đấy là đi qua, mà không mà sang bên này vào thì có đường đi, nhưng bên này thì phải sang bên kia vào thì cũng đã đến bên kia thì phải đi xuống đấy còn nhanh hơn nhỉ. Thế cái đường thủy điện này nó đi dẫn lên bản nào không? Có, nó dẫn lên bản bạn Hắng Gàng. Hắng Gàng à? Hắng Gàng. Hắng Gàng ở tích chú mai khối đen đen kia. Trên nền nhà thị bào nhìn thấy ấy. Vâng. Nhưng mà mùa này thì không nhìn thấy bây giờ. Vâng, bây giờ thì cả ở kia là ở Bá Hu. Đây là vùng Bá Hu ở đây chú mai mù kia. Như bên này nó mù hết. Cái đôi nó còn câu lên tít trên nữa kìa. Chú này là nhìn sang là có mai như thế thôi, nhưng mà nếu là trời tề mà trời xanh thấy luôn trên đỉnh đỉnh. Nhà em làm lâu chưa? Nhà em vừa làm được một năm, nhưng mà em có tiền đâu, toàn là vay nhà nước làm. Mình vay mình vậy là mua trâu nhưng mà để ra làm nhà. Nhà đi anh ừ, đi vào nhà đi. Em vào thăm nhà. À, ra đi. Vào bên này ngó, ngó nữa. Đây là nhà. À, chào rộng rãi, thoáng mát thật. Chất đấy. Ôi, công nhận nhà A Chao này rộng rãi thật. Ồ, cháu xin chào cô. Chào ạ. À, mẹ chào phải không? Ờ, à, xin chào em. Mẹ hôm nay rác con trâu kia nó vào đây trang. Trang xong quyên đây rồi. Vào đây ăn trưa. Đúng rồi. Chào đây. Cô nhá. Chào em nhé. Đang làm món gì nữa kia? À chào. Em anh em vào đến có gì ba con gà mổ chơi ui rồi có thức ăn rồi mổ gà đây còn nữa. Làm phiền cho gia đình ấy. Ôi lạnh quá
Hiện tại bây giờ là 13:50 rồi các bạn. Trời lắm, thấy đâu. Thấy à? Gần 2 giờ. Chân xuống từ cái quả đồi kia đang xào rau rồi, chân mê run. Đi từ buổi sáng đi bộ lên thì đã hết bữa sáng rồi. Lên đây đây bây giờ thì mới chuẩn bị ăn cơm trưa. Khá đói. Đây ra bên này tham quan phía đằng sau nhà A Chao một chút. Chuồng gà truyền thống của người Mông đây các bạn. A Chao nuôi được nhiều gà phết đấy chứ. Toàn gà to. Cả bên kia nữa này. Cái này là đồi của ai đấy Chao ơi? Sao toàn mọc cỏ dại thế này? Cái này là của anh em bên đấy. Anh em mà. Hả? Tu à? À thế à? Cái này không phát đi xong là mai một tí từ đây vào trong đấy vào xong quê này ha, tu như ở trên chú kia là của A Cha lúc mà mình đi lên. Cái này thì phát đi xong mai kia mà trồng quế vào thì tuyệt vời. Bây giờ A Cha rộng lắm chứ, là từ bên kia sang cơ mà gần quả đồi luôn, phát để trồng quế. Bên dưới này là nương lúa của ai đây? Vàng vàng đi kia. À thế à? Từ cái chỗ lán sạc kia. Đây. Không, chú bên chú mà sạc đây. Đấy là từ tít bên kia sang bên này là của chú đúng không? Đây cái chỗ sạc này đúng không? Đúng rồi. Nếu mà ấy thì mai kia là cái đấy là định là làm lúa nương này đủ ăn thôi em ạ. Xong là chuyển đổi cây trồng đi, trồng quế hết đi. Bên kia là cũng của bà con dân bản mình đi chứ nhỉ? Bên kia là nương kia? Hay là bên này? Nương bên kia kìa. Ở kia là của A Pau là ở trên đấy mà chú vàng vàng đấy là của A Tủa với A Lạ. Và chú mà thái mùng cốc bếp bế kia là của A L. Mạnh vào sau rồi chú mà láng thế nó đánh bạc đấy. Ở đây A Chao có cái bình rượu ngâm cái gì nhỉ? Phong Lan. Mua ngâm Phong Lan đấy. Cậu uống được không ấy? Thử một tí đi, em uống suốt. Thế cái can này thì sao? Can đấy là rượu chuối rừng. Thơm lắm. Cái này là rượu, cũng là Phong Lan à? Phong Lan Kinh Tuyến. A Chao này thích sưu tầm rượu ngâm các loại ấy nhỉ? Đúng rồi, kiểu mình uống cái đấy kiểu không đau bụng ấy. Mình ngâm vào mình uống hay đau bụng. Mà uống rượu trắng là nó hay đau bụng lắm. Anh lại không uống được rượu mấy đâu. Anh không xanh về rượu đâu. Uống 2-3 chén là xanh. Làm tí đi, thử xem. Thơm đấy. Thật anh làm tí uống mỗi loại một chén thế nào. Xem mình. Đây vẫn còn đấy. Uống mỗi loại một chén thôi. Nhiều chén quá say đấy. Đây lại thêm 2 bình nữa. Cái này là giống như quả chuối ấy nhỉ? Chuối, cái chuối mà vàng vàng, chính nó vàng vàng này. Vàng vàng, hột nhiều hột to đúng không? Không, nó bằng ngón chân hơn. Nhưng mà hột nói, hột nhiều hột đúng không? Vâng. Chuối hột à? Nhưng mà cái này bé tí nhỉ? Cái đấy là mình phơi khô rồi. Mình thử nhá. Thử luôn một tí đi. Thôi tí nữa. Cái chuối này là thơm nhất này. Cái này thì sao? Cái đấy là rượu thuốc kiểu mình đau dạ dày đây. Uống nhiều rượu trắng vào nó đau dạ dày. Rồi mình ngâm cái đấy để uống để không đau. Cái này có thời gian phải học hỏi ăn trao mới được ăn được. Và các loại rượu này. Nó lên mới không uống nhiều mới loại chén rượu này uống nhanh say lắm quá. Không, cái rượu đấy là rượu không phải rượu mua dưới suối nhá. Rượu đấy là rượu nấu sáng của mình trồng ấy, nhà mình trồng mà không phun thuốc, chỉ lấy là cầu đất
lên cầu vào đúng rồi đấy hả quý ông ấp chủ lúa nè cá đói đấy không phải cá đói mà quá đói anh kinh quá đói rồi. Nói hôm nay là lần đầu tiên đến thăm tận nhà A Chao. Mẹ A Chao cũng khá nhiều tuổi đấy nhỉ? Em hả? Không, mẹ em. À, mẹ năm mấy gần 60 rồi. Còn một năm sau kiểu khiêu này em nè. Hai vợ chồng có mấy đứa rồi? Em hả? Em thì như lúc trước kể với A Tú là đứa này đứa đầu à? Không, đứa thứ hai. Đứa đầu được mấy tuổi? Đứa 5 tuổi đi đang đi học bên Tân Cảng. Đứa còn chị ruột lấy chồng bên kia khi mà đi học. Trời ơi, chúa chết chúa à? Mua chở cho mình nè. Thế nhỉ, nào hôm nay cũng là ngày mưa gió với lại anh em cũng rất là cố gắng muốn lên giúp cho anh chị Bảo để hoàn thiện nhưng mà mưa quá không làm được nên có xuống thăm nhà gia đình nhà A Chao thì cũng vào đây cũng phiền gia đình quá chẳng có gì đâu phiền gia đình một chén rượu nhá sức khỏe nhá vào đây chẳng có gì đâu làm chén rượu người cảm ơn các bác các chú các mời các bác cô ăn cơm nhá. Đây là rượu bình nhiệt quên bao giờ rượu phong lan thử thấy tí muốn lấy cái đũa nó lấy ra thì đấy là uống hôm nay trước là cái mẹ cái thiệt ăn bây giờ cũng khá muộn rồi thì đang anh chị phép này một tí đang có tinh hôm nào có dịp thì bọn anh là vào chơi vâng hôm hôm nào sang nhà vào trên làm việc trên tịch bầu thì vào đây phải nói hôm nay một ngày được vào thăm nhà em Chao là hai anh em rất là vui và cũng là chúc mừng em nữa đã khỏi bệnh bệnh trở về rồi cảm ơn phép nha cô nhá. Nhưng mà Xuân đi ở bên này hay là đi bên kia đây? Chắc đi bên kia thôi. Đi đường mình quen mà, không đi tí lại lăn xuống đây. Và có lẽ video của ngày hôm nay sẽ phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Chào các chú nha. Cháu về đây, mùng chế đây. Mùng Việt đây. Mùng Trang Nụ. Trang Nụ có xuống Nghĩa Lộ không? Xuống. Khỏe thế này thì cõng bọn anh xuống.